Chiếc Vespa có tuổi đời 25 năm này ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy điểm khác biệt so với những chiếc Vespa cùng loại. Đây cũng là chiếc xe từng đoạt danh hiệu xe Vespa đẹp nhất trong hội thi tháng 2 năm 2002 tại Hà Nội do công ty mô tô quốc tế Xuân Cầu và Vespa Piaggio châu Á Thái Bình Dương tổ chức. Trong 25 năm sử dụng xe Vespa thì có một lần là nó chỉ đứt các cái sợi dây cáp, chỉ còn có một sợi. Cho nên về tôi nghiên cứu để chế tạo ra cải tiến đầu tiên là cái xe phanh xe Vespa. Thì đầu bản nguyên bản của nó là chỉ là xếp ốc thôi. Thế nhưng mà khi tôi cải tiến được rồi thì 10 năm nay vẫn chỉ thay một dây và nó tiện dụng, là chỉ cần tăng ốc, mỗi lần nó má phanh mòn thì chỉ cần bật ốc giống như xe Honda. Vốn là cựu thành viên ban chủ nhiệm sáng lập câu lạc bộ Vespa Việt Nam, thấy xe đã cũ và không được tiện trong nhiều tính năng, dù tuổi đã cao, ông Lĩnh vẫn quyết tâm nâng cấp chiếc xe bằng tình yêu dành cho dòng xe này, xuất phát từ âm thanh đặc biệt khi xe nổ máy và kiểu dáng hào hoa tuyệt đẹp mà người chơi xe Vespa trên toàn thế giới phong tặng. Sở dĩ phải cải tiến hai cái bộ phận chính, một là cái phanh sau của xe Vespa nó không được an toàn bởi vì siết ốc thì mấy lần nó sẽ đứt hết các sợi thép ống xả, bởi vì cái ống xả zin của nó rất ngắn, khi đi thì gió nó tạt vào la răng và lốp bẩn, rất là bẩn. Vì thế tôi phải cải tiến là lắp cái rắc co ở đầu và kéo dài cái ống xả khói ra bên ngoài. Chiếc Vespa này còn được ông Lĩnh làm hẳn một bộ móc treo trên yên sau, là sự kết hợp của những chi tiết nhỏ, thừa của các dụng cụ khác, để khi ông chở vợ đi chợ, bà nhà có thể treo lên cho đỡ mệt. Tôi mua cái mặt cân bằng inox để mà chế cái ghế phụ. Thì nó thứ nhất nó tác dụng là khi mà đi chờ đường phố Hà Nội nó đông, thì nó đâm vào xe cũng không bị hỏng ở cái phần cái yếm mà giữ cái yên ở đây. Thứ hai là muốn làm cái này thì phải chế bằng cách là cái giá đỡ của nó bằng inox, thì tôi chế bằng chữ V, tức là Vespa, và thêm chữ PX và hai cái tai này để bảo vệ cái đèn ốc. Là chiếc xe từng đoạt giải xe đẹp nên ông Lĩnh rất yêu quý chiếc Vespa PX150E. Ông luôn trang bị cả một bộ đồ nghề cần thiết với lốp sơ cua để có thể chăm sóc và bảo dưỡng cho người tình trăm năm bất cứ lúc nào. Tuy đã gần 80 tuổi, nhưng ông Lĩnh có một niềm đam mê bất tận với việc sửa chữa tái chế những đồ vật cũ. Không chỉ có chiếc Vespa mà trong cả căn nhà nơi ông sinh sống, đâu đâu cũng là những món đồ được tái tạo vô cùng thiết thực, tỉ mỉ, sống động. Không chỉ thêm tiện ích cho chính mình và hai vợ chồng, ông Lĩnh còn làm kinh tế, thiết kế và thuê thợ cơ khí gia công 50 cái kích bán cho anh em cùng chơi Vespa trên mọi miền đất nước, thay lốp sau và rửa xe tiện lợi. Có thể nói, ông Nguyễn Hồng Lĩnh chính là minh chứng gương mẫu rằng tuy cao tuổi nhưng vẫn phải sống vui, sống khỏe, sống có ích. Quá trình lao động nhỏ bé này vừa giúp ông rèn luyện được sức khỏe, lại minh mẫn đầu óc. Thậm chí, ông còn làm thơ cho những hoạt động của mình. Vespa thỏa nỗi ước ao, với tôi nó chẳng khác nào bạn thân. Tuổi đời, 77 mùa xuân, Vespa mãi ở, vẫn gần bên tôi.